cung thỉnh mời đệ nhất tôn quan lại lần chắc giá từ trùng thanh giang hồi giám sát quyền tài thượng ngàn quan giám sát quyền tài thông chi thiên địa cầm xài thanh giang hồi cung thái tử đệ tam cung thỉnh mời thái tử đệ tam phi vương diện mạo lòng nhàn các sớ dâng lên tượng lại văn sớ dâng lên đi trình quan tấu đôi chúa đến rõ ràng về cho đôi trường sinh tài mã dâng lên hôm nay tài mã dâng lên người về tấu đôi chúa đến rõ ràng về cho đôi trường sinh
nhang dâng một chiền dẫn sự tích nghe quan lớn đệ tam hoàng thái tử sơn si tam tứ phụ nào ai sánh cùng.
Trịnh Giang Biên, Trịnh Giang Biên dành ngân ai anh vòng mộng chiếu dạng nam minh đi tích tinh xưa thì quốc đồng đình đề tam thái tử giáng sinh ngôi đền rộng rộng. Gồm bèn thung dung hòa mạng bẩm sinh thành tư chất long nhàn cung tình mời bơ phủ vương quan phí phương diệt bảo long nhàn khác thường. Trấn Nam Minh Vi đủ một năm phương giá y chấp chính kỳ cương cầm cân này mực sửa sang việc đời. Chân long ngài cầm quyền ngôi tam phủ phép màu quan là tôi tú anh linh lệnh truyền tùy bộ chư dinh trình tề đại giáp dạo biển là trần gian. Chẳng mai trèo số lịch bốn phương có bên tuần tu sông thương trở về tình Bắc Quế Dương sông lục đầu. Có bên người sông dâu sông hát khi lên gầy xuống thác vui chơi thuyền rồng trăm mái chèo bơi xích đăng tuần lành là nơi đi về. Giang tử quý điện xanh lam mà đền tự quan tàn tiêu tiệu vàng long môn hồ bạc hạch bàn để cỏ đi một khi có phen lấy ngọc lưu ly đùng 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 dâng nước phép thì không ai đã quan bài giang chơi sông thao sông cả trở ra về ngày đông đông ngã ba chánh nghe sướng ca đàn hát tập tành thơ ngâm ngũ vị cầm canh chơi đời. Tan tiệc rồi về chơi nơi thủy phố
dòng cân đài y mũ vào tàu dặm ba đồng tử đi theo bao cung vương phụ ra chầu đức mẫu vì sang nghe tam cờ giao thần thơ chơi tán viên tam đạo chuyên trừ quân nhị đạo tiên phong chiêng kêu cờ vất trong dòng bè sau thuyền trước giữa dòng mà lệnh đánh sống cầm canh ca chiêng vang anh ngõi lốt thanh hoàng trầm trầm đổi dư bán chiều đình văn võ má quan xài lên đón rước để tam ngài về châu trên các lầu hòa thơ ngân phú đọc ngoài sân rồng cá chén tiền vua cha giá ngự ngai vàng phán đòi hoàng tử vương quan đi vào chầu ngự sờ lông ra hồi cung trời trói vua phong nghe bàn rồng soi soi vua phong quyền quan đệ tử uy hùng bị dậy vang thanh gia hồi cung trình quan quê nhà phủ Ninh Giang trình quan quê nhà xanh lam cổ tích một tòa ngôi ca
thiên đội vạn cơ lệnh truyền, thiên đội vạn cơ quan lớn bây giờ ngài chắc giáng ảnh nhìn trước là khám xét hiện đình. Văn số dâng lên thượng lai, văn số dâng lên ly tôn quan đấu đối, chúa tên dành dành vì cho nhị đội trường sinh. Đời chữ trường sinh nghe cho đối trường sinh, như chữ phu chữ quý khang linh, họ trường nghe cho hai khang tường. Tài mã dâng lên kim ngân, tài mã dâng lên ly tôn quan thu chóc, chúa tên dành dành phí cho nhị đời thường sinh. Nhị đời thường sinh phí cho nhị đời thường sinh, nhớ chữ phú chữ quý khang linh, thọ trường phí cho đô chú khang cường. Hai chữ khang thương ông phê khang cường nhìn chữ lộc tài hân hoan độ cho tin chỉ bình an. Chứng ma chứng hình tôn quan, chứng ma chứng hình bút hoa biên chép mơ xa thương lòng thành đổi công danh, ơn nhờ của thánh lộc hoàng ân đem đến tận nơi. Vàng mã dâng lên tiên kim nhân, vàng mã dâng lên tình quan tấu đôi, chúa tên rõ ràng về cho đôi trường sinh. Đôi chữ trường sinh về cho đôi trường sinh, đi chữ phú chữ quý tăng linh, thọ trường về cho hai những tháng thường. Cường phê cho đôi chú khang cường, cửa nhà vinh hiển lộc tài hân hoan độ cho để tử bình an. Sinh ly chữ phu chữ quý khang linh, thọ trường về do hai chữ khang tường. Thank you.
công hộ quốc ban phong. Ban phong ngôi thượng đẳng tước công hầu chi tăng lớn tuần ngày đầm liệt thần thơ
muôn dân đâu đó cùng thờ. Ninh Giang thiết lập Ninh Từ quán tuần tranh. Cảnh ám đánh nhiều nơi lịch sử, vốn đặt bày từ cổ sĩ lai. Bao phen xuất nhập trang tài, Đào Loan quê huệ xung cầy xương cả. Trên bát ngát long trầu hồ phục, dưới tam đầu quận khúc trầu lên. Lần dần phượng mua đôi bên, quan tuần chắc dáng ngự lên đi sập rồng. Sắc ban phong ngài tổng chi tam giới, hay chấp tà sát quỷ trừ tình. Mẫu quan tuần ngày vàng phép muôn linh, quyền người cai quản thiên đình nhà trời. Lệnh quan lớn truyền trưởng tử Xích Lân thành giá hồi cung. Điệp điệp trùng trùng sơn lâm, điệp điệp trùng trùng tình mời quan bát người nông nghề sáng lâm. Tâm cờ diệu quang minh chiếu từng trung ngã tinh, tăng cúng giang kim phụng hoàng lân thần thánh chúa tiên trung vương. Ca đang tận giả ân từ bi lần mận trung sinh cố, cả kinh định lệ khai quang hỏa yêu điện tổ.
tiệc mừng vui. Xuân thiên lại giữa quan bát đồng giang lâm tề tây tiên các cô chúc chén rượu đào. Nhất tuần sâu dâng lên bệ ngọc các cô khuyên mời là mời rước quan bát sơi. Tề tây tiên chúc chén rượu đào nhị tuần nám nâng lên bệ ngọc các cô dâng mời là mời rước quan bát ngài sơi. Tuần chúng dâng lên bệ ngọc các cô khuyên mời là mời rước quan bát sơi. Dặn bảo chúa bao đời áp bức thủ ngoại sầm mi tông tông giặc cường ngôn ông bát thề rằng ngài trăng độ trời chung. Mm-hmm.
ngàn đạo ý à.
dòng mà chơi trầu dòng chơi ngàn là quê ngàn đảo ngàn mây thấp thoáng chẳng sao lững lờ nón buồm mà vai quẩy lăng hoa đông quân tuần hoàn vào ra chơi bởi khi thành vắng lúc lúc lại êm trời lên cuộc bấu bơ tòa hội đồng.
lớn trình tòa sớm trăng. Trình lên chầu đề nghị thượng ngàn dầu cai ban mệnh cho gia trình dầu đội lệnh lô nhé, dầu thương ai cho núi bạc non vàng ý.
càng đẹp cho trăm họ giàu sang đời đời, đẹp cho trăm họ đời đời giàu sang. Thank you.
điếu khách nghi bàn trà cô dâng, điếu khách bàn trà cô dâng thuốc công bày ra bộ khay đèn đi. Thank you.
lâm chân chân vào diện mạo hương hào tươi về ngọc dùng y tươi tốt khác nào hoa khi vui cung kiếm khi ông bảy hoàng vui đèn sách lục thú nha yên lúc lúc ầm trà tàu thuốc lá ông hoàng bày ngài thích thuộc công kẹo xìu lúc lúc hành tương tuy ông hoàng bày chót
say một tí cùng vời. Ông mới khuyên ai giữ đạo làm người, khi đến cửa Phật lấy chữ Di Đà là hơn cả. Hoàng tấu qua Nam Tào Bắc Đông sổ trường sinh, lão ấu chép biển nọ đổ ghế ông hiếu thuận. Tu nhân tích tinh đức, ông bày chép biển cho rõ ràng. Bao những kẻ ngang tàn bạo ngược toàn đi hại người, ông cho chẳng nghỉ trước thời sau. Bao lỗi nhầm mì có sáng chi đâu, sơ nguyện như ý ông cho sơ cầu được lòng. Đã lên đấng ông bảy cầm cân này mực, ông lấy chữ phúc chữ tội để mà cần. Nên đừng ai khoe trọn vẹn muôn phần, chữ tâm mà rơi mất thì ông cần cho thắng bằng. Giờ đây thái hòa thổ mãn hội đồng lệnh ông tài sai, thổ mãn hội đồng cùng mình to thành ra hội cùng Nghệ An đức hoàng người, ông chân chủ đất Nghệ An về huyện Thiên Bản đi thành ra hội cùng là bóng cô bơ hiển danh như bóng cô bơ lên tàu xuống sông xe ra hồi cùng đệ tử con sân bay văn tấu cung đình mời cô sáu sơn sang xe ra hồi cùng trong sông nguyên xưa cô chín giá ngự trong sông nguyệt cái cửu tình đi sâu trong ba thank you.
đông đưa tính còn hiểu điệu đông đưa ai mà không biết tình khổ khó chịu ấy. Cây kiêu cô thời mình giá ngự cây kiêu ai mà qua đó nói điều đơn sai mình tàu mâu trang đài cô về tấu mẫu trang đài thu giam ba bốn vía thu giam ba bốn vía cụ bỏ ngoài giang tân cô hành cho mê mẩn tâm mơ thần trung thiên nhang giáo chí thành đăng bảo án nguyện ở thành đồng đệ tử đắc bình an cung cấm quảng an nàng cung cấm quảng an mẫu sai cô xuống dưới dương gian đồng nguyên xưa hầu mẫu song sơn châu trong giao đài tuổi trung 19 đôi mươi hình dung nhan sắc nghi tượng người thần tiên lửa hương duyên đá bén duyên thank you.
kẻ nào ngạo ngược can hùng coi thường nghỉ cố chín song song nghỉ không thiêng cố hành cho tiên đào người đào điên tháng ngày giận ai thời giận ai cô mới ra tay chín riêng ở trong sòng bị bởi chứng ngạo ngược nên cô trong nghỉ cô trêu phải mau sám hối kêu anh nhớ linh linh ngày
đền thờ có địa thế anh linh nghe kim cương thuộc ngự chính tòa sơn trang áo trầm xanh nghe đái hoa ngọc thắm cổ xiêng vàng nghi xin bạc long lanh liễu lô kín đầu kín trái các chư thanh đồng mà đệ tử con nhà nhanh nhanh vào lấy lộc lộc mà trên cô bé ban cho kia lộc cô lộc mở trên ngàn đi tươi về tốt vẻ vang đời đời cô cho đi một đi về mười buôn may bán đắt nở trên đời mọi sự an khang sơn trắng dọn quán bán hàng đồng quan tiền thanh đi vào hàng hỏi hàng có hàng chắc hàng chua hàng cay hàng đắng đi ai mua thì vào hàng cô chẳng có là bao ngọt vào trong tâm mi hàng cố tuy đơn sơ nhưng chẳng chẳng có ớt nhanh nhanh gừng quả dưa cô bé mới hỏi rằng hàng cô như thế đã đủ chưa hay là chưa đủ vì chưa có đào ngàn xanh hai mật này hai đào hương sơn cảnh đẹp mà cô vào cô hái sung mây tỷ đệ điệu ngọt
bách cảnh sáu rừng quân nữ tì ta tí tì sớm cô răng chơi đến kia miếu ngọ hôm nay cô về áp cỏ đền đây rượu tăm dâng đủ ba bình ba đồng hoàn thẻ không dâng cô cũng đò hề nay tiến dâng cô con tu hỏi dâng con tu lục dâng con tu cùng cùng con tu ba chất bác nhì đèn chi cha chi chít căn căn lầu cha chầu nhẫn kín kín ni chầu kín cha cầu được rồi thì nhớ phải lo, được rồi thì trả lễ chớ có vợ để quên ai quên cô để cho mà quên một lần mà không trả cô bé bắt đền bằng 100 độ tháng ngày vui như Tết cả năm. Từ sáng năm cô cho an phần yên phần sắm sửa bắc bắc ghế một tháng tám lần hầu cô ấy. Thank you.
chân cho đồng bắc ghế thành tâm. Hôm nay hồi thừa sơn lâm vui sao vui quá, thú cầm về theo. Chân này cô đã bước tới đâu, gieo mầm nhân nghĩa bắt nhịp cầu bình hoa. Cô đẹp như sao đầu ngân hà, ý nghĩa đẹp như sao đầu ngân hà, môi son mà phần tóc sờ vẫn đi sáng. Người yêu điệu thanh tân thuyết tha nhiều nỗi trăm phân quá ước. Hàng ngày cô
tình long lanh nhìn ngân hà mỗi giọt hoa vẫn tóc ta sờ vân giang người yêu điệu thanh tân đi tự nhiên một bầu gió mát trăng thành.